Alo. Nguyễn muốn nghe một bản nhạc mà nó cái điện thoại nó làm sao nó khó tìm không được. Với lại cũng trễ quá rồi. Thì bữa nay chúng ta họp tới 5 tiếng đồng hồ. Thì Ngọc Nguyễn xin phép được kính chào Ngài Thiên sứ Đại Đức Quốc Công Tổng thống Đại Tam Cộng hòa Đại quân kính yêu và quý người Việt yêu nước đã thương mến Ngọc Nguyễn. Và Ngọc Nguyễn xin phép được dâng lời cầu nguyện. Hôm nay là ngày 1 tháng 11 2020, chúng con là thành viên đồng nhiệm trong Chính phủ Quốc gia Việt Nam Lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng hòa, kính lạy đấng tối cao Thượng Đế, trời Phật và hồn thiêng sông núi, kính xin phù hộ độ trì ban phước lành cho chúng con, kính xin che chở cho nước Việt và đồng bào thương yêu quốc nợ của chúng con được thoát họa cộng sản và nạn chiến tranh tàn phá. Kính xin bảo vệ Ngài Thiên sứ Đại Đức Quốc Công Tổng thống Đại Tam Cộng hòa Đại Minh Quân kính yêu của chúng con và những nhà ái quốc chân chính. Kính xin cho chúng con thêm khôn ngoan, đoàn kết, nhẫn nại, can đảm, sáng suốt để cùng với Chính phủ Quốc gia Việt Nam Lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng hòa dẫn đưa dân tộc Việt Nam vượt qua cơn hiểm nghèo đến bến bờ hạnh phúc, vinh quang, trường cửu. Mọi nhà được an hưởng thái bình thịnh trị của thời Thượng Ngương Thánh Đức. Kính xin gìn giữ và tôi luyện cho chúng con tinh thần Việt Nam chân chính. Sống thì phải cho lẫm liệt, mà thác cũng phải đáng tự hào, bất khuất và hùng anh, như gương sáng của vị lãnh đạo tinh thần kính yêu của chúng con đã tương xưng. Dạ, Nguyễn đã dâng lời nguyện xong. Thì hôm nay thì chúng ta họp rất là lâu, là tại vì coi như là thời gian mà Ngài Thiên sứ Đại Đức Quốc Công Tổng thống Đại Tam Cộng hòa Đại quân đã cố gắng dành mọi cái tâm lực của Ngài để truyền lại cho người dân Việt Nam chúng ta, mà may mắn cho những người đến với chính phủ trước và có cơ hội vào FCC được mới được học và mới được nghe những lời huấn từ của vàng ngọc của Ngài. Cho nên bây giờ thì giống như là đa số là người quốc nội, rất mừng là đa số là người quốc nội đã hiểu rõ được tội ác của Cộng sản và thấy được chỉ có Chính phủ Quốc gia Việt Nam Lâm thời là cái phao duy nhất dân tộc Việt Nam mà thôi. Cho nên khi mà ở với Cộng sản thì người dân không có quyền nói, không có quyền mà làm những gì mà họ muốn. Nhưng mà khi các bạn vào với Đại Tam Cộng hòa, đến với FCC, các bạn tha hồ nói theo ý nghĩ của mình và cái sự hiểu biết của mình. Vậy cho nên ngày hôm nay những thành viên trong Chính phủ Quốc gia Việt Nam Lâm thời Đại Tam Việt Nam Cộng hòa đều có những bài diễn văn rất là xuất sắc, rất là hùng mạnh và rất là chính xác. Cho nên Ngọc Nguyễn rất là mừng vì người quốc nội đã hiểu được Cộng sản và thấy được mình đã được bảo vệ. Cũng như là chúng ta cũng biết được gần đây là ngay cả ông Nguyễn Tấn Dũng khi đến lãnh sự của Mỹ đó cũng được Chính phủ Quốc gia Việt Nam Lâm thời Đại Tam Việt Nam Cộng hòa coi như là tha tội để mà thể hiện cái câu gọi là Việt Cộng bỏ Cộng còn Việt, Việt không giết Việt, là đối với Nguyễn Tấn Dũng như trong những ngày gần đây nè đã qua nè. Và ngày hôm nay thì chúng ta biết được là trong chính phủ cũng có thông báo nói về những cái người mà ở Kiên Giang mà hà hiếp người dân xin nhà đó. Đặc biệt là chính phủ cũng có nói rõ là những cái vấn đề này sẽ liên quan đến ông Nguyễn Thanh Nghị là con của ông Nguyễn Tấn Dũng. Thì chúng ta biết được là cái sức mạnh của Đại Tam Cộng Hòa đã đủ sức bảo vệ người dân. Cho nên những cái vụ án của của cụ Lê Đình Kình, con cụ Lê Đình Kình đó, nó cũng tạm ngưng khi mà có những cái thông cáo
của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời thông báo cho họ biết họ sẽ chịu trách nhiệm nếu mà không có làm đúng như cái lời của những cái thông cáo đưa ra để bảo vệ người dân. Bây giờ thì chỉ còn những cái người mà đi giúp lũ lụt đó, thì còn những cái người mà ham tiền rồi quen cái tật mà ăn tiền cò, đi giúp người ta mình không có tiền giúp, mình có cái công, mình chỉ đến nhà người này người kia là mình được phước rồi, mà còn ăn trận tiền tiền của người ta nữa. Nhưng mà đâu không có cái gì mà qua mặt được chính phủ hết á. Các bạn thấy là nguyên một cái tập đoàn Cộng sản Việt Nam mà tổng thống chỉ từ tên lôi lý lịch ra hết, chứ đâu có phải là mà qua mặt tổng thống được. Chứ còn Cộng sản nó đâu có biết gì về chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, ngoài cho những cái tên mà dư luận viên vào chính phủ rồi ra nói tào lao để mà tầm bậy tầm bạ. Nhưng mà ngày hôm nay Ngọc Nguyễn rất là vui. Thứ nhất là chúng ta biết chắc chắn chúng ta sẽ được ăn Tết chung với Ngài Thiên sứ Đại Đức Quốc Công, Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Đồng Minh Quân kính yêu của chúng ta trong năm nay. Mọi người sẽ thấy được một vị, mình gọi là một vị thầy đi. Tại vì cái gì Ngài cũng biết hết và cái gì Ngài cũng giỏi hết trơn. Và mà Ngài muốn tất cả người dân Việt Nam của chúng ta đều biết như Ngài. Cho nên mình gọi Ngài là một người thầy đi. Người thầy mà gọi như là đủ nghề hết, cái nghề nào Ngài cũng giỏi hết trơn á. Và Ngài muốn người dân Việt Nam chúng ta sau này cũng giống Ngài như vậy. Cho nên Ngài cố gắng truyền lại cho chúng ta. Bây giờ thì bây giờ thì những người mà được đến với chính phủ trước thì người ta học trước. Còn mai mốt thì tổng thống về thì các bạn nào chưa có biết thì phải học xa thôi. Chắc chắn chúng ta cũng học những cái bài mà Ngài đã ghi lại sẵn rồi. Nhưng người nào học trước thì sẽ thuộc trước, sẽ thực hành trước, thì sẽ có lợi trước. Còn khi mà chúng ta học sao thì chúng ta cố gắng thực hiện sao. Miễn sao mà cả một dân tộc Việt Nam chúng ta đều trở lại là những người Việt chân chính. Thì cái sức mạnh của dân tộc Việt Nam chúng ta không có một cái áp lực nào mà đe dọa được hết. Nhìn những đồng nhiệm trong nước, người ta viết bài, người ta đọc lên đó. Ngọc Nguyễn nói thiệt mừng, mừng không có tưởng tượng được luôn. Không ngờ là trong Cộng sản mà chúng ta còn những tâm hồn như vậy để mà đến với Đại Tam Cộng Hòa trong vấn đề phục quốc và kiến quốc. Cho nên Ngài mà hồi hương của Tổng thống Đại Tam Cộng Hòa Minh Quân không có còn bao lâu nữa. Vì Ngài làm chuyện gì Ngài cũng rất là cẩn thận. Ngài sắp xếp, Ngài chuẩn bị cho nó rất là đầy đủ. Thậm chí mà rượu mà các bạn biết á, Ngài cũng cho người về làm hãng rượu từ bao nhiêu năm nay rồi đó. Ngài còn lo là không có rượu cho dân uống trong cái ngày cải quần cao nữa, chứ đừng nói là các bạn biết là Ngài cẩn thận tới cái mức nào. Và Ngài chu toàn mọi thứ hết trơn đó. Cho nên nếu mà chúng ta cố gắng mà học được như Ngài đó, thì không bao giờ mà có cái chuyện gì mà nó sai sót hết. Vì Ngài chuẩn bị rất là kỹ. Không biết làm sao mà mình nói hết cái sự kính trọng và thương cung mến của mình đối với Tổng thống hết trơn đó, thiệt á. Giống như Ngài giống như một người mẹ mà đảm đang, lo trong lo ngoài đủ thứ hết đó, không để cho con cái thiếu cái gì hết, các bạn có biết không? Cho nên các bạn thấy là khi mà về đó là 3 năm không đóng thuế, là các bạn hiểu được cái sự thương yêu của Ngài đối với từng người dân chúng ta như thế nào rồi.
Khi mà mình đi xa về, đi xa không ai dọn dẹp nhà cửa hết á, không ai lo công chuyện nhà hết trơn á, thì cái ngôi nhà của mình nó đổ nát hết trọi rồi, và không có ai đi làm có tiền về để mà ăn, thì coi như người nào cũng bệnh cũng đói hết, cũng như là gần chết đói rồi, phải không đó. Cho nên ngài về của ngài đó là ngài hiểu được cái ngôi nhà của mình nó như vậy đó, nó không còn cái gì hết trơn đó. May mắn là trong những cái người mà còn ở lại này đó, còn được những người mà còn chút sức khỏe đó mới đi trước, mới bò đến với Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa trước, còn những người ta không còn miếng sức lực nào hết thì lấy đâu mà ta đi được, các bạn thấy không đó. Cho nên cái ngày về của Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa là phải chuẩn bị săn sóc từ người dân, từ vật chất đến tinh thần, phải là những người công bộc chân chính, thương dân như con, thương dân như con. Chúng tôi vẫn phải nghe những cái câu này rất là thường xuyên để mà biết được cái trách nhiệm của mình khi mà trở về cùng với người dân dìu dắt nhau thoát qua cái cơn hiểm nguy để mà từ từ bình phục rồi mới làm việc được. Một cái vấn đề nó quan trọng cho cả một dân tộc như vậy thì các bạn biết là nếu chúng ta không có ngài Thiên sứ Đại Đức Quốc Công, Tổng thống Đại Tam Cộng Hòa Định Quân, từ bé đã biết được tội ác của cộng sản và được nuôi dưỡng trong một cái gia đình đạo đức thánh thiện bởi những vị linh mục, những vị cha đều là những người hiền lành, biết thương người. Rồi đau khổ khi thấy người dân chúng ta bị cộng sản nó giết trong cái năm 1968 đó. Các bạn biết trẻ con mà nhìn cái những cái cảnh mà ác độc đó đó là nó ấn tượng ghê lắm. Chứ còn lúc đó ngày đâu có mập mạp gì đâu, có 30, chưa tới 34 kg nữa, thì các bạn tưởng tượng là có chút xíu à. Nhưng mà trong lòng ngài đó là đã đau đớn vô cùng với cái người trên quê hương của mình, cùng nòi giống với mình, phải chịu những cái tội ác của cộng sản. Mà khi mình ra được rồi, mà những người còn ở lại đó, thì bằng mọi giá ngài phải chuẩn bị cho cái ngày trở về. Và ngài cố gắng, cố gắng, cố gắng từ cái ngày 16 tháng 2 1991, khi mà nhận trọng nhiệm thủ tướng, là lúc đó bố còn sống, thì ngài hỏi bố chứ bố ơi làm thủ tướng làm sao, thì bố của tổng thống nói là cố gắng, chỉ cho tổng thống hai cái chữ cố gắng thôi, nhưng ngài sử dụng hai cái chữ cố gắng này tối đa luôn. Thì các bạn biết rồi, ông bà chúng ta có cái câu là kiến tha lâu thì đầy tổ. Cho nên từ cái ngày 16 tháng 2 1991 đến nay, bằng cái sự cố gắng tuyệt đối để mà rút ngắn thời gian để mà trở về quê mình, các bạn cứ tưởng tượng như là chúng ta có một cái sợi dây từ Việt Nam mà nó dài quá tới tận cái đường đó, thì ngài phải bằng cách nào mà ngài rút cho nó lẹ, cho nó kịp để mà về tới nước, rồi tới trong nước để mà cứu dân. Và chúng ta đã thấy ngài đang nắm tay từng người dân và đưa cho họ chiếc chìa khóa tự do rồi. Đó là cách trưng cầu dân ý. Các bạn cứ tưởng tượng là trong Cộng sản Việt Nam là chúng ta là đang trong một cái trại tù súc vật của Cộng sản, mà ngài đưa cho các bạn được cái chiếc chìa khóa rồi, chỉ có việc mở ra mà thôi thì là thoát được thôi. Cho
nhưng mà nó giống như là những người người ta yếu quá rồi, ta không không có giơ tay lên mà ta cầm được nữa. Mình cũng xin lỗi trả lời chút ha. Alo cưng, dạ hay lắm, bài viết của em rất là độc đáo, rất là trí thức, rất là trí thức. Nghe không, nhưng mà chị đưa lên video cưng. Quang hô em gái hả? Chị nói cái bài viết của em rất là hay, mà rất hay cái vấn đề, hay cái kiểu trí thức đó, hiểu không? Đó. Nghe không? Thì đó là bởi vì mình có trí thức, mình có cái cách làm việc đó, cho nên chị mới nói là cái bài viết của em rất là trí thức. Đó 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 à, cho nên chị mới nói này, chị nói chị rất mừng cho quốc nội đó. Mừng lắm, chị nghe tụi em giỏi vậy là chị mừng lắm. Chị đừng lên video bé ơi. À, cứ nghỉ mệt đấy ha. Rồi chiều gì chị gọi cho cưng, chị biết mà. À, chị cảm ơn cưng đó, người quốc nội gọi cho Ngọc Nguyễn đó, mấy em viết bài rất là hay, mình cứ nghĩ như là tổng thống là một vị thầy đó, mà ngài dạy cho cả một dân tộc Việt Nam chúng ta. Thì bây giờ những người nào mà người ta thông minh hơn người khác, và người ta có phước hơn người khác, người ta mới đến được chính phủ, chứ không phải mà thông minh mà đến được đâu. Các bạn nào mà biết được chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời đó là các bạn là những người có phước, các bạn mới thấy được cái sự khác biệt giữa cái nền Đại Tam Cộng Hòa và cái xã hội cộng sản năng rợ. Và các bạn tự nhiên có một cái sức mạnh, khi các bạn đến với Đại Tam Cộng Hòa là các bạn có một cái sức mạnh liền, và các bạn thấy được cái sự chân chính thể hiện qua cái sự thành công của Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa, là các bạn có sức mạnh liền thôi. Tại vì trong chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời Đại Tam Cộng Hòa của chúng ta đâu có cần súng đạn đâu, cũng đâu có cần tiền đâu. Các bạn thấy có một cái quốc gia nào mà hoạt động chính trị mà không có tốn một xu nào không, mà người ta vẫn thường xuyên gặp với nhau được, người ta vẫn học tập với nhau được, chỉ cần cái chương trình của Internet nè, biết sử dụng Internet để các bạn vào những cái phòng họp là các bạn được họp thôi, chứ không có phải mà đi đến trường học rồi phải tốn kém cái gì hết trơn đó. Và trong chính phủ đã có những chương trình về thông tin rất là, phải nói là không có thua một cái chương trình nào hết. Mặc dù đây là những người Việt yêu nước, họ làm việc bằng cái tâm của người ta mà thôi. Các bạn thấy tổng thống đâu có bỏ đồng xu nào ra, mà chúng ta có biết bao nhiêu cái chương trình truyền thông. Đó thì bây giờ chúng ta có thêm cái chương trình của Đài truyền hình quốc gia là rất là độc đáo, là một cái nơi mà các bạn sẽ có được tất cả những bằng chứng, bằng hình ảnh, bằng lời nói, vượt thời gian từ bao nhiêu năm nay vẫn còn đầy đủ để cho người dân thấy được cái tiểu sử của Đại Tam Cộng Hòa như thế nào. Cho nên chúng ta phải thấy là cái sự thành công của chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời Đại Tam Cộng Hòa đó chỉ bằng cái con tim yêu nước mà thôi, bằng cái sự chân chính mà thôi. Thì đương nhiên khi nào người dân nào mà biết được Đại Tam Cộng Hòa, thấy được cái sự thành công thần kỳ này, là tự nhiên các bạn sẽ có sức mạnh, các bạn sẽ bước qua sợ hãi, vì các bạn thấy được Đại Tam Cộng Hòa thật sự bảo vệ cho từng người dân, mà cộng sản không có cơ hội nào mà nó đụng chạm đến được hết đó. Khi mà các bạn bị mời, các bạn cứ nói là
Tôi là công dân của Đại Tam Cộng Hòa, chứ đừng có chối gì hết trơn đó, là không bao giờ nó dám đụng chạm tới đó. Vì chúng ta là một chính phủ thật sự duy nhất của dân tộc Việt Nam và đất nước Việt Nam hiện nay, hợp pháp trước công quan pháp quốc tế. Chúng ta là những người con cháu của nền đệ nhị Cộng Hòa, di tản chiến lược để duy trì sự sống cho cả một dân tộc anh hùng hiên ngang trước thế giới. Các bạn có thấy là những vị tổng thống người ta đến đất nước chúng ta, người ta đều nhắc đến những cái vị tiền nhân của chúng ta hay không? Chứ người ta đâu có nhắc đến mấy cái tên của mấy tên cộng sản. Các bạn thấy họ đến một đất nước cộng sản mà họ chỉ nhắc những cái tiền nhân của chúng ta, chứ đâu có lôi mấy cái tên cộng sản ra mà khen đâu, thấy không? Đó. Thì đúng ra người cộng sản phải biết là mình không còn cái gì hết trơn đó, không có tư cách gì, nhất là từ trên nước Mỹ là cờ đỏ đó không được có từ mấy năm nay rồi, mà họ không có biết là họ không có biết nhục. Rồi cái những cái thành phần cộng sản đi làm khủng bố thế giới, làm cho bây giờ người ta nghe tới cộng sản là ta biết ngay cộng sản là khủng bố, chứ không cần phải mà điều tra gì nữa hết. Người cộng sản họ công khai khủng bố mà họ không biết là họ làm như vậy là nhục, họ không biết nữa. May mắn là chúng ta có đệ nhị cộng hòa và bây giờ có đệ tam cộng hòa, coi như là chúng ta có một cái làn ranh giới cho thế giới ta nhìn ra người Việt Nam nào là đàng hoàng, người Việt Nam nào là lưu manh đó. Cho nên khi mà những cái vị tổng thống người ta tới Việt Nam đó, người ta chỉ nhắc nhở đến những vị tiền nhân của chúng ta, chứ người ta đâu có bao giờ được kêu mấy cái tên cộng sản ra ta nói đâu, các bạn thấy không? Mà cái người văn minh người ta rất là lịch sự, người ta không có bao giờ ta nói đụng chạm tới ai trơn, người ta chỉ cần nghĩ trắng mực đen thôi. Cho nên các bạn thấy khi mà cộng sản Việt Nam họ đã đầu hàng vô điều kiện, có bằng chứng giấy tờ đàng hoàng, mà những cái lần mà các nước người ta đến nước Việt Nam nó cũng la lên, nó nói là đánh đánh Mỹ đuổi Tây gì đủ thứ hết trơn, người ta cũng đâu thèm trả lời chi cho mất công. Người ta chỉ sử dụng giấy trắng mực đen chứ người ta không có sửa bằng cái miệng đó. Và hiện nay thì cũng vậy, chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời của chúng ta nói chuyện với cộng sản bằng giấy trắng mực đen, có bằng chứng đàng hoàng, chứ không có phải là mà nói cái miệng không. Tất cả những thông cáo đều có ghi địa chỉ của chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời Đại Tam Cộng Hòa. Nếu mà những cái thông cáo này không đúng đó, tại sao họ không kiện đi? Người dân Việt Nam phải nhìn ra những cái thực tế mà đất nước Việt Nam chúng ta đang thay đổi cho đất nước Việt Nam và con người Việt Nam trong những ngày sắp tới. Đâu phải là mình nói cái miệng không đâu, những cái thông cáo đều có ngày tháng giờ giấc hết, thì tại sao cộng sản nó không đem những cái đó ra nó thưa kiện mình đi, nếu mình là một không phải là một chính phủ và mình không có quyền hạn gì trên đất nước Việt Nam. Cho nên người dân chúng ta phải hiểu những cái chuyện đó. Và tại sao không có một cái tên cộng sản nào mà nó lên video vậy nè, nó chống đối, mà nó chỉ mướn những cái người mà cái bằng dốt nát á, ham ăn ham tiền đó, để rồi cũng chỉ lên nói cho những người dốt nát họ nghe mà thôi. Chứ còn cái bọn dư luận viên này nó đâu có nói được cho những người trí thức hay là những người mà chân chính nghe. Các bạn thấy chuyện đó không? Cho nên cộng sản nó dốt, nó không biết sử dụng tiền. Cái thứ hai nữa là tiền nó không phải tiền của nó, tiền nó là tiền của người quốc nội đóng góp, nó lấy ra nó xài đủ thứ, nó không có tiếc, gọi là tiền chùa đó, các bạn biết không? Gọi là tiền chùa đó, nó xài nó không tiếc, đâu phải là đồng tiền xương máu của nó làm ra đâu mà nó tiếc. Rồi nó chi cho biết bao nhiêu dư luận viên, nó chi cho biết bao nhiêu mà cái người mà đi rình mò cái người dân Việt Nam chúng ta, chứ nó cũng đâu có làm gì được đâu, nó chỉ dọa những người sợ hãi mà thôi. Nhưng mà bây giờ người dân phải biết là chính phủ chúng ta thông cáo rõ ràng, có văn thư
có địa chỉ, tại sao cộng sản không dám lên tiếng? Đó, bao nhiêu đó là người dân mới biết rồi. Thậm chí bây giờ còn thông ba báo yêu cầu cái ông gì đó, ông ủy ban nhân dân thành phố Sài Gòn phải không, phải có bổn phận giúp cho cái chương trình mà tu sửa Dinh Độc Lập phải hoàn thành trước ngày 16 tháng 2 2021 được nữa. Thì các bạn phải biết là chính phủ chúng ta là danh chánh ngôn thuận và chỉ có một chính phủ duy nhất này mà thôi. Mình đưa thông cáo ra có địa chỉ của chính phủ, có văn kiện đàng hoàng, tại sao các bạn không thấy một cái tập người nào trong cái tập đoàn cộng sản mà lên tiếng hết trơn á, thấy không? Chứ giờ mà người ta ví dụ như mình là cái người mà có trách nhiệm, có danh dự, có uy tín, người ta nói với mình thì ít nhất nếu mà lịch sự thì họ cũng phải gọi về bên chính phủ để mà họ hỏi là cái nọ, rồi sau đó họ mới thưa kiện chẳng hạn. Nhưng mà đâu, các bạn thấy không có một người cộng sản nào mà dám trả lời những cái câu hỏi hay là những cái thông cáo của chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời hết. Thì các bạn phải biết là cái quyền lực của cộng sản Việt Nam đang bị thu gọn và người dân không phải sợ cộng sản nữa. Các bạn thấy người ta 6-7 triệu người trên cầu dân ý, người ta không ai bị gì hết mà tại sao mình sợ? Nếu các bạn nghe cộng sản là các bạn chỉ có thiệt hại mà thôi, nó là như vậy. Đến giờ này mà còn nghe cộng sản là kể như mình chết là đúng rồi, nói thiệt. Trong khi ngài Nguyễn Văn Thiệu đã nói trước cái đây là gần 50 năm rồi, ngài đã nói là đừng có nghe những gì cộng sản nói mà hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm. Nhưng mà lúc đó trong chiến tranh bọn chúng nó rình rập trong người dân, núp lén trong nhà người dân, thì người dân chưa thấy những cái tội ác của cộng sản công khai như bây giờ, ngoại trừ những người nào dính líu với cộng sản lúc đó đó, nó dọa người ta, nó giết người ta sợ không dám nói. Còn bây giờ các bạn thấy cộng sản Việt Nam là đã công khai mà chống đối người dân, đến thậm chí mà bị lục như vậy đó mà nó còn cản trở, nó không cho người ta đi tiếp tế, đi cứu trợ nữa, là các bạn biết như thế nào. Và chính Tàu Cộng nó cũng tuyên bố cộng sản Việt Nam bán đất bán đảo, các bạn thấy không? Nhưng mà nếu chính phủ chúng ta không phải là một chính phủ chân chính thì làm sao mà khi mà tổng thống về người dân không có phải trả nợ cho các ngân hàng mà hay là các nước mà cộng sản nó thiếu, thấy không? Nếu mà cái ngày mà nhận trọng nhiệm thủ tướng chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời đó mà ngài không có ra thông cáo cho các nước biết, ra những cái công hàm cho các nước biết là khi mà ngài về nước đó, tức là cái lúc mà cộng sản Việt Nam đã sụp đổ đó, thì tất cả những cái văn kiện gì của cộng sản ký bất kỳ một đất nước nào hay một cái cơ quan hãng xưởng nào đó là cũng đều vô giá trị hết. Các bạn thấy ngài đã tính trước 30 năm không? Cho nên mà chúng ta chỉ mong làm sao ngày về là cộng sản nó mới không có còn mà hút máu người dân được mà thôi. Cộng sản về là coi như các bạn không có phải đóng tiền gì nữa hết trơn đó. Từng ngày từng thuế 3 năm còn không đóng mà lo tiền gì nữa. Cộng sản về là các bạn không còn phải lo gì hết. Các bạn vui mừng đón ngày Thiên sứ Đại tướng Quốc công Tổng thống Đàm Minh Quân kính yêu của chúng ta, đem tình thương đến cho từng người dân, đem niềm vui đến cho từng người dân, đem hạnh phúc đến cho từng người dân, đem sự bảo vệ đến cho toàn dân Việt Nam và đất nước Việt Nam. Các bạn thấy ngài làm một cái chuyện mà thần kỳ như vậy mà không có tốn đồng xu nào, ngay trong chính phủ hoạt động cũng chẳng tốn đồng gì hết, họp hè đâu có tốn gì đâu. Còn những khi mà ngày trước đó họp ở bên Tùng Nghĩa Đường hay là những ngày lễ đó thì ai muốn đóng trong trong chính phủ chứ không phải là ở ngoài. Trong chính phủ giống như mình bên đây đó, người ta có cái thông lệ là ví dụ như mình đi ăn thì có thể là mình đi ăn chung, nhưng mà mạnh ai nó trả tiền. Bên bên nước ngoài nó có cái chuyện đó, còn chừng nào mà người nào muốn trả thì trả, còn không thì tự động mỗi người người ta đi, người ta cũng đem tiền thì người ta trả cái phần ăn của người ta. Cho nên chúng ta được khác ở bên cái nước Việt Nam ở chỗ đó.
Nhưng mà sau này thì khi mà về Việt Nam thì ngày hôm qua tổng thống cũng họp rồi, tổng thống cũng tính cho mình ăn gì mình làm gì. Cho nên các bạn tin chắc là năm nay chúng ta sẽ ăn Tết với tổng thống đó, và ngài rất là vui. Ngài còn nói là kêu kêu sửa Dinh Độc Lập chứ chưa chắc ngài ở nữa, ngài nói để cho các đồng nghiệp ở, chứ còn ngài đi tới nhà người dân ngài ở cho nó sướng. Ngài còn nói vậy nữa, khi mà ngài nói cái vấn đề là ngài sẽ đến đến nhà người dân thì các bạn phải tưởng tượng ra đây là một vị tổng thống thương dân, như cách những cái vị vua ngày trước mình thương dân á, những cái vị vua mà ban ban đêm cái đi ra khỏi thành đi thăm dân đi tìm hiểu đời sống của người dân đó. Thì khi mà tổng thống nói như vậy là mình nghĩ ra liền, mình nghĩ ra là ngài sẽ đi thăm dân để hiểu biết tình hình của người dân. Cho nên những người mà làm việc sau này đó ở trong những cái làng những cái tỉnh đó phải cẩn thận, chứ đừng có nghĩ là mình ở làng đó, thì mình báo cáo lên tỉnh rồi tỉnh báo lên thành phố, mình muốn làm trời làm đất gì làm, phép vua thôi lệ làng làm ơn. Những người mà làm quan chức ở các làng các tỉnh các quận đó làm ơn phải biết là bây giờ là đã đổi đời rồi, chúng ta đang đến với cái thời thượng thánh đức mà chúng ta là những người chân chính. Các bạn không có cơ hội nào để mà tham nhũng hối lộ hay là ăn hiếp người dân được nữa đâu, vì khi mà tổng thống mà biết được đó là tội nặng dữ lắm đó, cho các bạn biết. Mà ngài đã nói là xây dinh độc lập chứ chưa chắc ngài ở nữa, ngài đi tới nhà người dân ngài ở cho nó sướng, ngài còn nói như vậy. Thì các bạn phải biết cái sự làm việc của Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa như thế nào. Cho nên khi mà những cái đường xá phải xây sửa cho nó vào tới tận trong làng thôn á, là thứ nhất là cũng để cho các con em đi học cho nó dễ dàng, và cái vấn đề vận chuyển nó cũng dễ dàng, nhưng mà cũng là cái vấn đề dễ dàng cho tổng thống có thể đi kiểm tra từng nơi cho các bạn biết đó. Chứ đừng có nghĩ là phép vua thua lệ làng ở trong Đại Tam Cộng Hòa, không có đâu. Tất cả những người làm việc đều phải là những người chân chính thì chúng ta mới có được một chính phủ hoàn toàn chân chính. Đó là cái sự mà đóng góp của từng người dân, từng cơ quan, từ làng tới cấp tỉnh, cấp quận, cấp thành phố, thì chúng ta sẽ có được một xã hội trật tự văn minh. Còn nếu mà mình tham nhũng như cộng sản đó, cứ ở dưới đưa lên, ở lên dưới đưa lên thì là nó tham nhũng toàn bộ. Thì trong cái tham nhũng nó như vậy thì cái đường sự chân chính nó cũng vậy thôi. Nếu mà mình toàn là chân chính từ nhỏ lên cấp dưới lên tới trên thì là nó có một xã hội lành mạnh thôi và mạnh mà văn minh thôi. Còn nếu mà các bạn cứ phép vua thua lệ làng ha, là cái như các bạn cũng không có bình yên đâu. Đó là những cái sự mà mình cảnh cáo cho những cái nhân viên từ làng lên tới các thành phố. Các bạn phải quên cái chuyện mà biếu xén tham nhũng hối lộ đi. Như bữa có một hôm mà Thiếu tướng Hoàng Tôn cũng có nói đó, người ta cũng có quyền biếu nhau nhưng mà biếu những cái đồ giống như người là tượng trưng rẻ thôi, chứ không có được biếu những món đồ giá trị. Đã thực nếu mà biếu những món đồ giá trị nó trở thành là hối lộ, các bạn hiểu không? Đó cho nên chúng ta phải quên đi những cái chuyện mà hối lộ tham nhũng trong cộng sản để mà chúng ta mới nhanh chóng trở thành một cường quốc trên thế giới. Khi mà cái đất nước nào mà không có tham nhũng thì cái đất nước đó mới mạnh được, còn có tham nhũng có mua chuộc là không bao giờ mà mạnh nổi hết trơn. Nhưng mà chắc chắn tổng thống đều đã chuẩn bị đầy đủ cho đất nước Việt Nam chúng ta, bây giờ chỉ còn mong người dân phải thấy được những cái đất nước người ta không có hối lộ không có tham nhũng thì người ta mới giàu mới mạnh được. Thì mỗi người dân Việt Nam chúng ta nên cố gắng để trở thành những người chân chính, là các bạn đóng góp trong vấn đề phục quốc và kiến quốc. Mà trong Đại Tam Cộng Hòa thì có muốn có cũng không có gì để mà tham nhũng,
Tại vì cái đời sống của mình nó đã dư rồi, nó đâu có bị thiếu thốn như cái thời cộng sản đâu. Trong cái thời mà Đại Tam Cộng Hòa đó, coi như là trẻ con cũng được lo, người già cũng được lo, người dân á không có nhiều trách nhiệm với gia đình mấy, mà chỉ có bổn phận với tổ quốc mà thôi. Mà khi mà các bạn nó được có một đời sống đầy đủ thì các bạn đâu có còn gì mà phải lo những cái chuyện mà phải chạy đi kiếm tiền, thấy không? Bây giờ nếu mà mình muốn tiền nhiều đó thì mình học giỏi thì mình có tiền nhiều thôi. Mà muốn học giỏi đó thì mình chỉ có bỏ cái sức mình ra mình học thôi, chứ mình cũng không có bỏ tiền ra nữa. Thì là nếu mà mình kiếm tiền ít là tại vì mình không chịu học. Còn người ta được tiền nhiều là tại vì người ta chịu học. Đó, nó chỉ khác cái như đó mà thôi. Cho nên người dân của Đại Tam Cộng Hòa phải biết được là chúng ta nắm cái quyền lựa chọn và mình đủ điều kiện để mà đi đến những cái sự mà đầy đủ như người khác. Còn trong Đại Tam Cộng Hòa bây giờ cái người dân mà nghèo nhất cũng được lãnh 1.000 đô. Cái công việc mà làm mà cái bằng bình dân nhất cái là cũng 1.000 đô một tháng. Rồi xong rồi nếu mình có cái chuyện gì khó khăn thì mình làm đơn xin bộ an sinh xã hội, người ta sẽ giúp đỡ cho mình. Hoặc là lúc đó chúng ta cũng sẽ có những cái người gọi là những người đỡ đầu cho mình đó. Mình có cái gì thì mình nói với người ta sẽ tìm cách giúp đỡ cho mình. Ở bên đây nó có cái phòng xã hội là như vậy đó. Người nào mà có cái gì khó khăn thì người ta đến, người ta nói thì người ta sẽ được giúp đỡ. Thì chắc chắn sau này cái đời sống của chúng ta nó cũng vậy thôi. Nhưng mà cái đời sống của chúng ta nó khác cái đời sống ở nước ngoài. Bây giờ là chúng ta có tiền và quả. Thì thay vì cái đồng lương mà chúng ta sống á, thì nó đã không có bị thiếu hụt rồi, mà chúng ta còn có thêm cái tiền và quả, là cái tiền gọi như là cái tiền mình để dành được đó. Cái tiền không có cần đụng tới đó, cái tiền để mà để dành để mà đi sắm sửa hay là đi du lịch này cái nọ thôi đó, thì chắc chắn là chúng ta không có ai bị khó khăn hết trơn. Ngọc Nguyễn tin tưởng điều đó, chắc chắn chúng ta không có ai bị khó khăn hết. Và chúng ta chỉ có lo làm với lo học mà thôi. Thì tại sao mà chúng ta không học để chúng ta có cái bằng cấp, để chúng ta làm cái tiền lương nhiều, các bạn thấy không? Cho nên là chỉ cực những người hiện tại là chúng ta phải đầu tư và học vấn thì chúng ta mới có được những cái khoản lương cao. Thì đương nhiên rồi, trong cộng sản nó phải tốn cả 100 năm để mà nó tiêu diệt dân tộc chúng ta. Thì ngài Thiên sứ Đại Đức Quốc Công, tổng thống Đại Tam Cộng Hòa Đại Minh Quân, các bạn cũng phải cho ngài một cái thời gian, chẳng hạn như bắt đầu mà ngày mà Đại Tam Cộng Hòa trở về là năm nay nè, ăn Tết, năm nay mình ăn Tết nè, thì mình phải đầu tư cho các cháu từ khi mà nó bắt đầu đi học, thấy không? Đó, thì sau một cái thế hệ như vậy đó thì các con cháu của chúng ta nó đều đầy đủ sung sướng hết. Các bạn phải thấy một cái tương lai bảo đảm chắc chắn trên quê hương Việt Nam với các con các cháu chúng ta sau này. Khi mà chúng ta được gần những người tốt thì chúng ta phải thành là những người tốt thôi. Tại vì trong Đại Tam Cộng Hòa chúng ta không có cái thành phần gọi là cờ bạc, đề đốm gì hết á, vé số gì gì đó không có. Thì những cái thành phần đó nó mới là tạo cho những cái con người chúng ta cái sự tham lam, rồi nó sanh ra trộm cắp, nó sanh ra hư hỏng, xì ke ma túy. Còn trong Đại Tam Cộng Hòa là chúng ta tuyệt đối không những cái có những cái vấn đề tệ đoan xã hội đó. Ví dụ như bây giờ cái ngày về của tổng thống thì là chúng ta cũng còn một thành phần như thế, nhưng mà các bạn này sẽ được học và sẽ được giúp đỡ để có một cái nghề tay nghề, có một cái việc làm, thì coi như người ta đâu có đi làm bậy bạ được nữa, thấy không? Đó, nói cái vấn đề mà vợ chồng đó, mà chúng ta cũng phải một vợ một chồng. Còn vợ chồng mà ly dị nhau đó, nó phải có cái trường hợp đặc biệt như thế nào đó mới được giải quyết, chứ không phải mà muốn năm vợ bảy vợ rồi muốn ly dị chồng lúc nào ly dị, không phải như vậy. Tổng thống luôn đề cao cái sự mẫu mực của người đàn bà Việt Nam.
là cái trách nhiệm của người đàn ông Việt Nam. Cho nên chúng ta sẽ chắc không có còn vấn đề ly dị thường xuyên như bây giờ. Vì mà cái một cái gia đình mà ly dị đó thì nó rất nguy hiểm cho con cái, các bạn biết không? Cái gia đình ly dị nó giống như là nó còn có phân nửa thôi, thì mỗi người ở bên thì các con nó còn được có một phân nửa thôi, nó đâu có còn được cái sự đầy đủ nữa đâu. Thì các bạn thấy cái sự thiệt hại cho các con các cháu mà nằm trong những cái tình trạng gia đình ly dị đó rất là tội nghiệp. Tại vì Ngọc Nguyễn có nằm trong cái tình trạng đó, dù rằng cha mẹ mình không có ly dị nhưng mà ba ở riêng với lại vợ bé thì cũng giống như ly dị rồi còn nữa, thấy không? Và lúc đó mình rất là buồn, nên mình rất là hiểu những cái quay của cái gia đình mà cha mẹ ly dị đó, con cái nó khổ tâm lắm. Và cái sự ly dị của người lớn đó cũng chưa chắc là họ được hạnh phúc nữa. Tại vì khi mà mình sống với nhau đó là mình phải có sự chịu đựng, phải có sự chịu đựng, rồi mình phải tìm hiểu nhau này kia nọ, rồi mình dung hòa với nhau từ 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 nó mới. Ví dụ hai người quen nhau thì là 50%, rồi mình ở với nhau rồi mình mới hiểu được, rồi mình mới dung hòa với nhau từ 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 nó mới lên được 70-80%, thấy không? Đó chứ tự nhiên không có gì mà tự nhiên mà có hết á. Đặc biệt là khi chúng ta đã lập gia đình thì chúng ta phải quan tâm đến con cái. Cái đó là một điều rất là quan trọng, vì chúng ta sinh các con mình ra thì chúng ta phải có trách nhiệm. Chúng ta phải làm sao cho cái con mình được hạnh phúc, nó hơn người khác. Các bạn thấy không? Đó. Cho nên đó, mà cái nhà hàng của mình bên đây đó, mình nói với những người khách đó là giống như là cái đứa con cuối cùng của mình vậy đó. Mình luôn đầu tư và muốn cho nó khỏe mạnh, tài giỏi hơn những cái nhà hàng khác. Đó là như vậy. Cho nên khi mà chúng ta có trách nhiệm á, thì chúng ta cái gì chúng ta cũng làm được hết á, nếu mình thấy được trách nhiệm của mình. Và cái trách nhiệm của chúng ta nó sẽ thể hiện, ví dụ như bây giờ mình là một người con thì mình phải có trách nhiệm với cha mẹ, mình là người cháu thì mình cũng phải có trách nhiệm với lại ông bà, và ngược lại cái người làm mẹ làm cha cũng phải có trách nhiệm với con cái, và cái người làm ông làm bà cũng phải có trách nhiệm với con cháu của mình. Và nếu ai cũng biết được cái trách nhiệm của mình thì tự nhiên chúng ta có một cái xã hội rất là lý tưởng, thấy không? Các bạn thấy chuyện đó không? Mỗi một người là mỗi một viên gạch xây dựng cho quê hương của mình. Mà nếu chúng ta là những cái viên gạch quý, những viên gạch chắc chắn đó, thì cái ngôi nhà của chúng ta nó mới chắc chắn. Còn nếu mà như trong cộng sản đó, nó toàn là đồ mã không thì nó phải sụp đổ thôi. Các bạn thấy không? Đó. Cái gì nó cũng có hai mặt hết trơn đó. Miễn là chúng ta thấy được những cái gì chân chính, những cái gì tốt đẹp thì mình đến thì mình sẽ có những cái sự tốt đẹp. Còn nếu mà mình đi đến những cái nơi mà nó không có cái sự mà chân chính, không có cái sự thật thì làm sao mình có được, thấy không? Nó không có sự thật mà nó chỉ có cái sự giả dối thì làm sao mình có được cái tương lai đó. Nó là như vậy. Cái cuộc sống của con người và cuộc sống của một đất nước nó cũng giống nhau thôi. Nó chỉ khác một cái là cái người cha mà nuôi con cái đó mà không được đó, khó khăn gì đó. Thì ví dụ mình có cái nhà, mình có quyền bán cái nhà của mình để mình nuôi con này cái này chẳng hạn. Rồi sau này rồi mình mới mua lại cái nhà khác hay xây dựng nhà khác. Nhưng mà một cái đất nước á thì không có quyền bán cái nước của mình, nó không có được. Nó khác cái trách nhiệm của một người cha, một vị nguyên thủ quốc gia, nó khác ở cái chỗ đó. Cho nên các bạn sẽ thấy là cái trách nhiệm của một người cha đó nó dễ hơn là cái trách nhiệm của một vị nguyên thủ quốc gia. Cái vị nguyên thủ quốc gia cho dù cái đất nước mình nó bị cách gì đi nữa mình cũng đâu có cầm được, đâu có bán được, thấy không? Đó. Cho nên cái người mà trọng nhiệm mà của một đất nước đó phải là cái người rất là giỏi, người ta mới làm nổi. Người ta phải chuẩn bị được
dự trù được những cái vấn đề mà xấu nhất cho đất nước họ, mà họ vẫn tồn tại và người dân họ vẫn bình yên. Cái đó là trách nhiệm của những vị nguyên thủ quốc gia. Cho nên những người mà có tâm á, thì người ta sẽ cho đất nước người ta lúc nào cũng phải có dư, lúc nào cũng phải có dư là giàu rồi, thấy không? Còn cái thành phần cộng sản nó khác, là nó không có cái bổn phận đó. Cái cộng sản họ chỉ có cái chuyện là hút máu người dân thôi. Hút máu người dân thì người dân càng ngày càng yếu thì lấy đâu nữa mà còn sức. Các bạn thấy chuyện đó không? Đó. Giống như là có một cái cây mà mình cứ có nhiều trái mình ăn hết trơn, rồi có nhiều lá mình cũng pha cũng ăn hết trơn, rồi nhánh cành gì mình cũng đem mình chụm hết trơn, rồi mình đào cả gốc lên nữa đằng mình chụm nữa thì làm sao mà còn, thấy không? Đó. Nếu mà chúng ta không có cái sự đầu tư, không có sự tiết kiệm, không có sự nuôi dưỡng, không có sự dành dụm thì chúng ta không bao giờ có được hết. Cho nên trong chính phủ chúng ta thường nhắc đến bốn cái chữ là cư an tư nguy, đó là bốn cái chữ mà của ngài thiếu tướng của trường sĩ quan Thủ Đức đó. Phan Đình Thứ thì phải đó. Người ta luôn luôn chuẩn bị thì người ta mới có. Cho nên ngài Thiên sứ Đại Đức Quốc Công Tổng thống Đại Tam Cộng Hòa Đại Minh Quân kính yêu của chúng ta đó, ngài luôn đầu tư. Ví dụ bây giờ mà đất nước Việt Nam chúng ta có được 500.000 tỷ đi, mình nói vậy đi đó. Thì ngài sẽ dùng 500.000 tỷ đó, đó ngài đầu tư để nó ra cái đồng lời, và chúng ta xài những cái đồng lời đó thôi, và cái tiền vốn nó vẫn còn hoài. Rồi nếu mà người dân làm ăn rồi thuế má này cái nọ sau này đó, chứ còn mới về thì không đóng thuế, nhưng mà sau 3 năm thì chúng ta phải đóng thuế. Vì lúc đó chúng ta khỏe mạnh rồi, giống như mình được bồi dưỡng sau 3 năm rồi mình khỏe mạnh rồi thì mình đóng thuế, mình làm trích ra cái phần tiền của mình đóng thuế, để mà mình cái tiền thuế đó giống như là cái tiền mà tiết kiệm vậy đó, tiết kiệm để dành cho mỗi đất nước. Đặng mà người ta mới có tiền, người ta chi cho quân đội, chi cho bệnh viện, chi cho các cơ quan giống như là viện dưỡng lão, hay là viện mồ côi, hay là có tiền học bổng, hay là giúp cho những cái vấn đề xã giao với các nước khác cũng có nữa. Ví dụ như cái nước khác người ta bị tai nạn là mình cũng phải giúp, thấy không? Thì mình có bị tai nạn thì người ta cũng giúp mình. Nó cũng giống y hệt như trong cái một cái xã hội bình thường gì. Nếu bây giờ cái nhà hàng xóm người ta có gì khó khăn mình giúp người ta, thì mình có gì khó khăn người ta giúp mình. Nó phải có sự tương thân, tương ái như vậy, giúp đỡ lẫn nhau như vậy. Nhưng mà nếu mà mình có cái tiền tiết kiệm mà nó nhiều đó thì chúng ta mới dám sắm sửa này kia thêm chẳng hạn, giống như là mình mua những cái vũ khí hiện đại, hay là mình mua xây dựng những cái công trình mà nó hiện đại để mà chúng ta mới có những cái khoản lời nhiều. Các bạn thấy là những cái mà hãng xưởng mà nó giàu có, nó lớn chừng nào đó thì nó đầu tư á, thì nó có lời nhiều, tại vì người ta có những cái gọi là những cái máy móc mà nó tối tân đó thì nó có lợi. Chẳng hạn như bây giờ mình làm bằng người, cái công sức của người dân, nhưng mà khi mình làm bằng máy móc đó, thì mình đâu có hao sức của người dân đó. Thì bên đây cũng vậy đó, bên đây cái vấn đề làm việc người ta dùng máy móc rất là nhiều, cho nên cái người công nhân nó đỡ cực, không có bị mất sức khỏe. Thì sau này đất nước chúng ta cũng vậy thôi, chúng ta sẽ từ từ mà tiến đến cái nền văn minh của thế giới. Mà chắc chắn tổng thống của chúng ta còn có những cái hệ thống, ngài chuẩn bị những hệ thống mà còn không chừng hơn nước Mỹ luôn. Cho nên ngài mới có cái câu là không chừng sau này mà nước Mỹ người ta còn ganh tị với mình đó. Các bạn nhớ cái câu mà tổng thống nói là sau này nước Mỹ không chừng người ta còn ganh tị với mình, tức là chúng ta sẽ có được hưởng một cái sự chuẩn bị của tổng thống cho người dân.
Nói cái mà ngài nói là à, người dân phải là 80 kg, rồi phải cao 1m8, rồi các bà mẹ mới làm mẹ đó chưa có biết cái bổn phận làm mẹ, chưa có hiểu đó, thì sẽ có người ta đến, người ta dạy, người ta giúp, đặng mà mình mới bảo vệ con cái mình cho nó được đầy đủ. Thì bây giờ mình giống tương tự như mình nuôi một con heo, ví dụ đưa mình nói xin lỗi nha, giống như mình nuôi con heo đi, nhưng mà nếu mình cho nó ăn nhiều thì nó phải mau lớn thôi, thấy không? Và mình cho nó ăn đồ bổ thì nó phải mau lớn thôi. Thay vì người ta nuôi 6 tháng thì mình có 4 tháng thôi. Đó. Thì cái sự chuẩn bị của chúng ta nó cũng vậy. Cho nên cái gì cũng vậy, ngài chuẩn bị rất là cẩn thận, ngài đo lường được cái thời gian. Các bạn biết cái cuộc chiến này là ngài đã đo lường, ngài đã biết trước 30 năm rồi. Là các bạn hiểu được là cái sự chuẩn bị của ngài nó rất là bảo đảm. Chúng ta hoàn toàn may mắn có được một ngài thiên sứ Lê Trung Quốc Công, tổng thống Đệ Tam Cộng Hòa Đại Minh Quân, rất là thần kỳ. Phải nói là ngài làm những cái điều gì là cũng người thường không có làm được hết trơn. Cho nên là có một lần Ngọc Nguyễn nói là chúng ta phải nói là thần thoại Đào Minh Quân. Thật đúng luôn á. Các bạn nhìn trong những cái tiểu sử của tổng thống đó, những cái sự mà phản xạ đó, cái đó là chưa có chuẩn bị nha. Như trong cái tiểu sử của tổng thống á, là chỉ có những cái lúc ngài phản xạ tự nhiên thôi chứ không phải là chuẩn bị. Chẳng hạn như bây giờ nó chặt cái dây tàu thì là ngài lật đật ngài nhảy xuống liền, nếu mà mình không nhảy xuống liền thì cái tàu á nó đi xa thì làm sao mình lội theo kịp, thấy không? Cho nên nó chặt cái dây là mình phải nhảy xuống liền, rồi làm cách nào để mà leo lên tàu, thì là ngài mới cuộn cái dây nó vô trong cái cổ tay của ngài cho nó ngắn cái dây, thì tự nhiên là ngài lên cái tàu nó dễ hơn là cái sợi dây nó dài mất thời gian nữa, các bạn thấy không? Đó, đó là những cái sự phản xạ nhanh chóng của ngài thôi mà ngài đã thành công. Huống chi là ngài chuẩn bị cho chúng ta, ngài nghiền ngẫm bằng cách nào phải đi đến thành công cho cả một dân tộc, thì chúng ta phải hiểu được là mình nên thực hiện những gì mà ngài dạy cho chúng ta. Tại vì mình khỏi khỏi có mất công mà thí nghiệm rồi, thấy không? Ngài làm cái gì nó cũng thành công thì chúng ta nên bắt chước ngài thôi. Đặc biệt là những người nào mà đến gần tổng thống á, là đều được bảo vệ hết. Không có cần biết ruột thịt hay gì. Những người mà thậm chí mà hồi nhỏ 14 tuổi đó, là lúc đó là mấy người mấy đứa em trẻ con đâu có ruột thịt với tổng thống đâu, các bạn thấy không? Mà ngài cũng giải thích với cái ông Mỹ đó là phải cho đều, cho thì phải cho đều, không cho thôi thì bắt buộc ông phải xách nguyên thùng coca ra cho mỗi người một lon, cho một đứa một lon, mà ngài không có lấy cái lon nào hết. Thì cái đó là làm cho cái ông Mỹ này ông biết được cái bản chất của cái con người này là không có vị lợi, không có nghĩ cho mình mà chỉ nghĩ cho người khác. Chúng ta cũng cảm ơn cái ông Mỹ này là tại vì á, ông thấy được tổng thống tốt rồi, ông phải đi đến nhà tổng thống, ông kiếm bố mẹ tổng thống để ông xin được làm đỡ đầu cho tổng thống nữa, các bạn thấy không? Đó, cho nên chúng ta cũng nhớ ơn cái ông này nè, coi như là ông đã thấy được tổng thống chúng ta là một hạt giống quý của dân tộc Việt Nam. Cho nên khi mà ngài được bảo trợ đến 18 tuổi, mà trong cái thời gian bảo trợ thường là người ta không có làm phải làm đâu, tại vì cái thời đó chúng ta cũng có nhiều của gia đình mà được gọi là làm con nuôi đó, con nuôi của những người bên nước ngoài đó, thì người ta gửi tiền về là mình chỉ có ăn với đi học thôi. Nhưng mà tổng thống của chúng ta thì vẫn làm việc chung với cái ông này và vẫn giúp với ông được nữa. Cho nên đó, khi mà ngài giúp với ông này thì ngài cũng biết được nhiều chuyện, ngài cũng học được nhiều thứ, các bạn thấy không? Đó, thậm chí tổng thống mình còn đi dạy thêm nữa đó. Cho nên các bạn thấy là khi mà mình làm việc đó thì mình mới có nảy nở cái sáng kiến, còn nếu mình không làm thì nó không có sáng kiến. Mình làm thì mình mới thấy được cái nào cho làm cho nó nhanh, cái nào mà làm cho nó giỏi, thì tự nhiên cái trí óc của mình nó phải làm việc. Còn nếu mà mình không có chịu làm là mình không có bây giờ mà khá nổi hết trơn á. Cho nên những người mà người ta học giỏi đó, người ta làm giỏi hơn mình đó, nó là như vậy.
Và nhiều khi người ta thấy người ta giỏi thì người ta thấy cái này thì người ta mới nghĩ ra cái khác. Chẳng hạn như những người mà khoa học gia đó, họ nghiên cứu cái này được rồi cái họ thích quá cái họ nghiên cứu cái khác, họ nghiên cứu hoài luôn. Nhiều người người ta lo lo học với lo nghiên cứu đó nữa mà tao quên có gia đình luôn á, các bạn có biết không? Tại vì cái sự học nó vô bờ bến, mình học hoài nó không có hết. Còn chúng ta học ít thì chúng ta tưởng đâu là mình học như đó là đủ, chứ còn những người mà khoa học gia đó người ta càng học người ta càng mê sai luôn, tại vì nó còn những cái khác để cho người ta học nữa đó. Người ta học cái này được rồi người ta đi tìm cái khác, người ta tìm tìm hoài cho nên người ta mới giỏi, rồi người ta mới giúp cho chúng ta có được những cái sự mà tiện nghi trong cái đời sống là nhờ những cái sự hy sinh của những cái vị khoa học gia là như vậy đó. Nhiều ông lo làm không có ăn luôn mà cứ ngày này qua ngày khác thì cũng quên lấy vợ luôn á. Có một ông giáo sư tiến sĩ ông tới đây nè. Học Nguyễn nói với trời ông phải lo cái gia đình đi chứ. Chứ để mất cái di truyền này uổng lắm đó. Ổng năm mươi mấy tuổi rồi đó mà người ta cứ cứ học cứ nghiên cứu hoài rồi các bạn thấy không? Cái thời gian nó qua nhanh lắm, rồi người ta phải hy sinh cả một đời người ta để mới có những cái phát minh để mà giúp cho nhân loại, chứ không phải tự nhiên mà chúng ta có ngay một cái đời sống tiện nghi như bây giờ. Do đó cho nên mà khi mà chúng ta đã được Đệ Tam Cộng Hòa coi như là đầu tư toàn bộ cho dân tộc Việt Nam thì chúng ta phải biết được là chúng ta may mắn không còn phải đi làm mới có tiền mới đi học, hay là không còn cái tình trạng mà các cháu mà đã lên đại học năm thứ hai năm thứ ba gì chẳng hạn mà không có tiền đóng tiền học phải nghỉ học rất là uổng. Tại vì những người mà đã lên đại học rồi đó là những người đó rất là có lợi cho đất nước sau này, mà vì cái đồng lương vì cái sự sống không có mà phải bỏ học rất là uổng. Cho nên trong Đệ Tam Cộng Hòa chúng ta không có để những cái tình trạng nó xảy ra. Nếu mà học là chính phủ giúp đỡ cho học, giống như bên đây nè, nếu mà gia đình nào khó khăn mà muốn học lên hoài nhà nước tới cho mượn tiền hết, rồi sau này mình đi làm mình sẽ trả lại rất là chậm nó, thì những cái khoản tiền đó chúng ta cũng lại đầu tư lại cho đất nước để sao mình lại nuôi dưỡng lại cái thế hệ khác thôi. Cho nên cái nước Nam Hàn người ta giàu nhanh và người ta phát triển nhanh là tại vì người dân người ta không có sợ đóng thuế, các bạn biết không? Người dân Nam Hàn người ta không có sợ đóng thuế, người ta biết là người ta đóng thuế là người ta đưa tiền vào cái đất nước người ta, người ta tập trung một cái số tiền lớn để mà người ta đầu tư cho đất nước người ta, cho nên cái người dân Nam Hàn họ không có sợ đóng thuế mà người ta không có dầu hỏa đó nghe. Còn cái nước mình có dầu hỏa, có đất hiếm, có đủ thứ là các bạn thấy là chúng ta là có phước hơn tất cả các nước khác. Và chúng ta cũng có phước hơn vấn đề cái thời Thượng Nguyên Thánh Đức là chúng ta được hưởng cái thời Thượng Nguyên Thánh Đức trước các nước khác luôn. Các bạn thấy không? Đó. Mà chỉ có một mình ngài Tổng thống Đồng Minh Quân hy sinh thôi mà cả dân tộc Việt Nam chúng ta được toàn bộ tất cả những gì mà hạnh phúc nhất, may mắn nhất, văn minh nhất. Thì cái cách trưng cầu dân ý này là chúng ta không văn minh hơn các nước khác là gì? Các bạn thấy không? Bây giờ các bạn thấy bên nước Mỹ người ta đương lục đục lo cái vấn đề bầu cử, nó sẽ bị ăn gian, nó sẽ bị đủ thứ hết, đổi trái chát gì đủ thứ. Còn cái cách trưng cầu dân ý của chúng ta là nó rất là đơn giản mà nó rất là bảo đảm. Cứ người này bầu xong người khác vô thì cái số thứ tự nó lên tiếp 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 tiếp, nó tự động nó kết toán và không có ai mà phá được hết trơn. Chứ nếu mà phá được thì cộng sản nó phá mình mất tiêu rồi, các bạn hiểu không? Đó. Cho nên khi mà nước Mỹ còn chưa có được cái hệ thống trưng cầu dân ý này đó thì người dân Việt Nam chúng ta phải hãnh diện là cái dân tộc Việt Nam chúng ta đã có một nền văn minh trước thế giới. Các bạn phải biết cái chuyện đó. Cũng như cái chương trình Tân Dân Chủ á, là bây giờ nhiều nước người ta cũng đang nghiên cứu. Người ta đang nghiên cứu chứ người ta chưa có một cái bằng chứng như cái đất nước Việt Nam chúng ta.
là từ cái mà sự thành hình của Việt Nam Tân Dân Chủ đó mà bây giờ chúng ta mới có được cái mà lật đổ cộng sản một cách dễ dàng, và chúng ta mới có được cái thời Thượng Ngân Thánh Đức một ngày gần đây. Còn các nước khác người ta đang nghiên cứu thì là thành ra mình có trước là vậy đó. Đặc biệt là tổng thống chúng ta là cái người mà khai sáng ra cái nền Việt Nam Tân Dân Chủ thì biển sao mình không có trước người ta được, thấy không đó. Cho nên sau một cái thời gian mà chúng ta bị khổ nhục với cộng sản đó thì ngài đã đền bù lại hết cho người dân Việt Nam chúng ta rồi. Trong cộng sản các bạn đi đến các nước nó coi mình đâu ra gì, thấy không. Nhưng mà sau này khi Đại Tam Cộng Hòa trở về, khi mà cờ đỏ bị vứt vào thùng rác đó, chỉ cần cờ vàng của chúng ta tung bay trên Dinh Độc Lập là tự nhiên cái nhìn của các nước khác họ không còn như trước đối với người dân Việt Nam chúng ta và đất nước Việt Nam chúng ta. Họ chỉ khinh chúng ta khi mà chúng ta có cái hình cái tên Hồ Chí Mò Hồ Chí Minh thôi. Tại vì cái thằng đó nó là cái tên mà đầu tể thứ ba trên thế giới, mà chúng ta tôn thờ nó thì biểu sao ta không khinh mình được, ta không nói mình khùng được, thấy không đó. Cho nên chúng ta vui mừng chờ đón ngày về của ngài Thiên sứ Đại Đức Quốc Công Tổng thống Đại Tam Cộng hòa Đông Quân, là một cái sự đền bù toàn bộ cho dân tộc Việt Nam và đất nước Việt Nam, mà còn tặng cho tuổi trẻ Việt Nam sau này nữa. Các bạn nhớ trong cái bài thơ của Tùng Cái Đường không? Chồi non lá trổ thấm muôn phương, đợi chờ quốc lệnh cờ đào phất. Khi các bạn đã trưng cầu dân ý mà chúng ta đã dư cái lượng phiếu mà Liên Hiệp Quốc người ta yêu cầu, là các bạn đã đưa cái quyền lực đến cho tổng thống rồi đó. Và cái câu kế là ngũ sắc đưa rồng hội cố hương, có đúng hay không đó. Thì các bạn phải biết tổng thống chúng ta là chuẩn bị rất là hoàn hảo, cho nên người dân nên vui mừng, không có lo sợ, không có sợ cộng sản. Mình cũng chẳng có hống hách hay là mình là khi dễ người ta gì, nhưng mà mình cũng phải biết là cái thành phần cộng sản Việt Nam là do Tàu Cộng nó đào tạo, nó sắp đặt, nó chuẩn bị để mà nó diệt chủng tộc Việt Nam chúng ta. Thì những người anh em cộng sản đó lúc đó là có một mình mà do Tàu Cộng nó đào tạo nữa thì sao mà chống nó được, thấy không. Tại vì trong cái thành phần mà cán bộ là nó có cái tụi mà tàu gốc Tàu hết trơn rồi. Nhưng mà các bạn phải biết là khi mà chúng ta đã đóng được cửa biên giới, tức là Tàu Cộng nó không còn quyền lực gì trên quân Việt Nam, thì người cộng sản Việt Nam phải biết là các bạn đã được cứu rồi. Các bạn không còn bị mà kèm kẹp với Tàu Cộng, không còn phải lo sợ không biết nó thanh trừng mình lúc nào. Trong cái đời sống cộng sản đó, người cộng sản đâu có bao giờ bình yên đâu. Có tiền thì có tiền thiệt, nhưng mà không biết nó giết mình lúc nào. Nó muốn giết mình lúc nào nó giết hả? Coi như là mình sống mà mình không biết mình chết lúc nào đó. Còn trong Đại Tam Cộng Hòa các bạn thấy các bạn được bảo vệ toàn bộ. Nếu các bạn là cộng sản mà trong cái thời cộng sản các bạn không có ăn hiếp dân, không có hà hiếp dân, không có hối lộ tham nhũng, thì các bạn trưng cầu dân ý cái tên là Mặt Mò Hồ thì các bạn vẫn là những người dân bình thường thôi chứ đâu có gì. Nó chỉ có những cái sự trừng phạt đối với người nào mà phạm pháp, thì cái sự phạm pháp và cái sự bị trừng phạt đó thì ở nước nào nó cũng có, chứ không phải mà đợi tới Đại Tam Cộng Hòa, thấy không. Bất kỳ một nước nào trên thế giới này thì những người mà có tội là cũng phải bị trừng phạt hết, nhưng họ không có được cái ân huệ như Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa cho người cộng sản. Tại vì các bạn ăn cắp 100 nhưng mà các bạn ăn hết 50 rồi, các bạn còn 50 chẳng hạn, thì bây giờ các bạn chỉ báo cáo với chính phủ là tôi lấy 100 mà tôi ăn hết 50, tôi còn 50, bây giờ tôi trả lại 50, mà chính phủ còn cho các bạn lại 5 đồng nữa. Các bạn thấy cái chuyện đó nó khác, nó khác với các nước khác, nó cái chỗ đó. Chứ khi mà mình ăn cắp bao nhiêu là mình phải trả lại nhiêu à. Ví dụ bây giờ mình không có đủ tiền trả thì mình phải ở tù để mà mình làm việc, mình bù vô cái số tiền mình đã xài của người ta, thấy không.
Nhưng mà trong Đệ Tam Cộng Hòa, người cộng sản ăn cắp của người dân, còn bao nhiêu thì khai báo, còn được cho lại 5% mà không có bị ở tù. Các bạn thấy cái chuyện đó không? Các bạn có thấy cái sự nhân đạo của người Việt Nam chúng ta và cái tình thương của người dân Việt Nam đối với người dân Việt Nam không? Cho nên mình nói hoài là cái người cộng sản Việt Nam là cái người có phước nhất, mà mình nói là các bạn đẻ bọc điều đó mới được như vậy đó. Tại vì các bạn biết là những người đẻ bọc điều mới được có phước nhiều, chứ không phải mà ai cũng được đâu. Nói tới cái vấn đề đẻ bọc điều, mình cũng nhớ tới tổng thống cũng bị, cũng được đẻ bọc điều nhưng mà tổng thống còn khác, những cái bọc điều khác là cái bọc của tổng thống nó toàn là máu không, các bạn biết không? Khi mẹ tổng thống sinh tổng thống ra một cái bọc điều bằng máu không à. Cho nên gia đình tổng thống cũng rất là sợ, nhưng mà thấy ồ tổng thống cũng mạnh khỏe, cũng lớn, cũng cũng nghịch như là gì vậy đó cũng nghịch cho nên mới bị bố đánh đó. Các bạn thấy tổng thống hồi nhỏ đó mà tổng thống bị đòn tổng thống còn biết lấy cái cuốn sách mà nhúng nước rồi nhét vô trong đít đừng cho mà bố đánh không có nghe kêu, phải không? Đó là các bạn thấy tổng thống mà thông minh tới cái mức độ nào chưa, có ai bị đòn mà biết làm gì chưa. Nhưng mà bữa cái đó là khi mà bố đánh bất tử quá không có kịp lấy cuốn sách nhúng nước, cái là cũng nhét cuốn sách vô trong 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 đít vậy đó, nhưng mà nó không có nhúng nước thì là mình đánh nó kêu lên, nó kêu cái tiếng giấy lên thì là bố tổng thống biết là tổng thống sợ đó, thì bố không có đánh nữa mà bố chỉ có dọa thôi đó. Về sau là cứ bắt nằm xuống, nhưng mà cái cây hồi xưa người ta có cái rồi cá chuối rồi rồi cá đuối chứ, rồi cá đuối đó, đánh đau lắm á cho các bạn biết. Thì khi mà tổng thống bị đòn á đánh xuống rồi đi thì nó đau thôi, thấy không? Nhưng mà khi mà bố không có đánh nữa mà bố cứ dọa đó, bố cứ cầm cái roi mà bố cứ cứ dơ dơ lên rồi nó dơ 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 đó là cái cảm giác đó nó sợ lắm. Nó giống như là mình sắp chết mà mình biết mình sẽ chết vậy đó, nó nguy, nó có cái cảm giác tới mức độ như vậy đó. Cho nên khi mà tổng thống bị bố không có đánh nữa mà bố cứ dọa không thôi thì tổng thống thấy cái cảm giác đó nó còn khổ hơn cái lúc mà mình bị đánh, là chẳng là đánh cái cho rồi thì thấy không đó, còn cứ gieo 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 lên không biết lúc nào cái ngọn roi nó rớt xuống đó. Thì tổng thống mới rút cái kinh nghiệm ra là tổng thống chỉ có dọa thôi, chỉ có dọa thôi chứ không có đánh ai hết trơn đó. Cho nên tổng thống nghĩ ra những cái cách này cách nọ cách kia đó để mà dọa cộng sản, để mà dọa tàu cộng, chứ không có muốn đánh ai hết đó, không có muốn hại ai hết đó. Chỉ có một cái là giống như bây giờ trong cộng sản đó, họ lấy tiền của mình họ ăn xài rồi họ dư giả, họ mua đồ này đồ kia, họ gửi đồ kia, thì bắt buộc tổng thống phải đòi lại những khoản tiền đó cho người dân. Thì cái tiền mà 601 tỷ đó mà kiện cộng sản đó là cái tiền mà những người cộng sản đó họ lấy của mình, rồi họ mới có dư họ gửi đi nước ngoài 617 tỷ, các bạn thấy không đó. Thì là coi như là họ ăn rồi họ còn dư đó thì mình lấy lại, còn những cái thành phần mà họ giấu giếm đó thì chúng ta có một cái chương trình gọi là truy tầm tội ác cộng sản, sẽ đi tìm tới chừng nào mà hết không còn một cái người nào mà giữ tiền của Việt Nam, người dân Việt Nam chúng ta nữa mà thôi, mới hết cái chương trình đó cho các bạn biết đó. Cho nên đó, tàu cộng cũng vậy, tàu cộng nó cũng khi mà mình mất nước, các bạn có biết đêm nào nó cũng chở tài nguyên của mình về nước nó không, đêm nào nó cũng chở, và tới bây giờ nó cũng vẫn còn mà đòi cái này đòi cái kia, cộng sản nó phải cúng. Thì tàu cộng nó phải đền 38.000 tỷ đó, thì là những cái tiền mà nó ăn của mình đó, nó lấy của mình đó, bây giờ nó phải ói ra, các bạn biết không, nó phải ói ra nó trả lại với dân tộc Việt Nam này đó. Tổng thống là như vậy đó. Cho nên chúng ta may mắn có một vị thiên sứ chứ không phải là người thường mới làm được những cái chuyện đó, không có hại ai hết đó, dọa không à Bữa nay thì chúng ta cũng nên đọc những cái bài thơ của tổng thống, bữa hôm mình có viết một ít bài thơ với lại Thập Bát Thức đồ, lâu quá không có đọc. Các bạn nên cố gắng mà
đọc Thập Bát Thức với lại Bảy Bàn Nghị Kinh Chính đó, với lại coi những cái bài thơ của Tổng thống và chúng ta coi hiến pháp. Xem như đó là những cái tài liệu cho các bạn. Sau này các bạn đi làm hay gì đó, các bạn cũng phải sử dụng mấy cái đó hết trơn á. Thì mình đọc lại cái bài thơ Thức Giấc. Nửa đêm thức giấc nhớ dân ta, đau khổ đọa đày bởi ác ma. Tuổi trẻ chui cầu bơi rác thối, ông già co cẳng kéo mình ra. Gái thương cha mẹ thân vùi dập, trai hận cuộc đời trí xót xa. Đất nước tương lai mờ mịt quá, lòng này đau quặn vết thương nhà. Mình không có ngâm được bởi vì cho nên thơ mà mình đọc cũng chán ghê, nhưng mà còn hơn là mình không đọc. Còn trong chính phủ bây giờ có em đó nó ngâm thơ hay lắm, thì sau này trong trường thông công lý các bạn cũng sẽ được nghe thôi. Coi như là những cuộc họp đều được đưa ra ngoài hết cho người dân, chứ không có cắt xén gì đó, cho người dân thấy được cái sự sinh hoạt của chính phủ đối với lại người dân Việt Nam trong cái thời gian mà chúng ta chưa có nắm chủ quyền đất nước, thì chúng ta vẫn hoạt động với nhau, chúng ta vẫn học tập với nhau, chúng ta vẫn có quốc hội khóa một, chúng ta vẫn có hiến pháp để mà khi mà chúng ta trở về chúng ta có cái những cái luật pháp để mà sử dụng liền trên quê hương Việt Nam chúng ta. Rồi những người nào mà không lo trưng cầu dân ý thì bây giờ bị đóng tiền đó, thì tiền đó cũng là đổ về cho người dân thôi. Nhưng mà cũng cho những người nào nghèo là không phải đóng. Những người nằm tổng thống nói rồi là giống như là mình có dưới 1.000 đô la một trong một gia đình đó thì là không phải đóng. Mình đọc Thập Bát Thức ha, lâu lắm rồi chúng ta không có đọc Thập Bát Thức nè, không biết các bạn có còn nhớ không á. Thập Bát Thức là 18 điều suy niệm. Số 1, kho tàng vô tận của ta là nụ cười. Số 2, thông minh nhất của ta là tự chủ. Số 3, công bình nhất của ta là thời gian. Số 4, bạn thân nhất của ta là sức khỏe. Số 5, an ủi nhất của ta là bố thí. Số 6, sức mạnh nhất của ta là khoan dung. Số 7, thông thái nhất của ta là tình thương. Số 8, hy vọng nhất của ta là sự thay đổi. Số 9, thành công nhất của ta là sự lễ độ. Số 10, kẻ thù nhất của ta là tham vọng. Số 11, cô độc nhất của ta là mặc cảm. Số 12, dại dột nhất của ta là tuyệt vọng. Số 13, đau khổ nhất của ta là tự ti. Số 14, sai lầm nhất của ta là dối trá. Số 15, ăn năn nhất của ta là bất hiếu. Số 16, tật nguyền nhất của ta là ganh tị. Số 17, yếu đuối nhất của ta là thịnh nộ. Số 18, thất bại nhất của ta là tự kiêu. Các bạn nên nhớ những cái bài học của Tổng thống để lại cho chúng ta đó, cái bằng gia tài của mẹ đó. Mình gọi là gia tài của mẹ đó. Quý lắm các bạn, không bao giờ các bạn tìm đâu ra mà có hết đó. Mà ngày các bạn cứ tưởng tượng như vậy đi, mình á, mình làm mình nuôi có một thân mình thôi, hay là mình nuôi cùng lắm là con cái mình, hay là mình có thể dư mình cho giúp cho cha mẹ mình hay là dòng họ mình thôi. Còn ngài cũng một cái con người như chúng ta, mà ngài nuôi được cả một dân tộc, ngài gìn giữ cả được một đất nước, và ngài khai sáng trí huệ cho người dân Việt Nam chúng ta đó. Cho nên chúng ta phải biết cái công ơn của ngài, và chúng ta biết kính trọng những cái gì mà ngài để lại cho chúng ta, các bạn biết không? Không những cái thứ mà mình không có mua bằng tiền được đó. Thậm chí mà khi các bạn vào FTC các bạn học đó, các bạn sẽ biết những cái điều mà các bạn có tìm trên Google cũng không có. Google nó cũng là không kho tàng của thế giới luôn á, mà nó cũng không có được những cái bài học như Tổng thống dạy chúng ta trong FTC. Cho nên các bạn phải biết là chúng ta là có phước dữ lắm đó, mới có được một vị tổng thống như vậy, hy sinh cho cả một dân tộc chúng ta như vậy, cứu được cả một đất nước chúng ta như vậy. Rồi thì bây giờ có một cái bài nào ở đây.
Các bạn thấy cái bài thơ này của tổng thống hay là ai làm gì đó là quên rồi, là đào xuân nở rộ cánh hồng bay, minh châu tỏa sáng khắp nơi nơi khắp muôn nơi, quân ca khải hoàn dân hoan hỷ, chiến đại công thành lẫy lừng danh, thắng tà Việt Cộng Việt Nam thanh bình, là những cái chữ đầu gọi là đào minh quân chiến thắng. Các bạn thấy hay không? Tổng thống mình cái gì cũng hay hết, tổng thống mình cái gì cũng giỏi hết á, cho nên mình người dân mình mới được hưởng như vậy. Giống như là mình có một người cha mà giỏi đó, có trách nhiệm đó, tài đó, tay trắng làm nên sự nghiệp, còn gặp cái người cha mà bất tài vô dụng đó thì có một đống, có một cái núi vàng nó cũng hết nữa, các bạn biết không đó. Mình đọc thêm cái bài thơ Sương Pha. Mưa vẫn bay và gió cứ bay, cây kia tùng bách thẳng lòng ngay, đường dài bóng ngựa chưa ngưng vó, kiếm sắc yên cương chẳng phủi tay. Ai đứng bên đờ bời, ai đứng bên đời còn ngái ngủ, người còn trong mộng vẫn mê say. Nghìn trùng đợi đá trời sương tuyết, ngũ sắc vầng dương xuyên chuyến bay. Ngũ sắc vầng dương xuyên chuyến bay nên nó giống, cũng giống cái câu là ngũ sắc đưa rồng hỏi có hương đó. Chúng ta có cả một cái kho tàng văn thơ của chính ngài tổng thống làm ra và để lại cho chúng ta. Chứ còn các bạn thấy trong cộng sản họ đâu có một cái gì văn chương văn minh chân chính để lại cho đất nước chúng ta sau khi mà họ đã có mặt gần cả 80 năm của miền Bắc và 45 năm của miền Nam. Họ đâu có một cái gì để mà gọi là chân chính cho người ta nhớ đời đâu, các bạn thấy không? Có một cái bài thơ này cũng dài lắm, thôi để mình đọc cho các bạn nghe, là bài thơ Trả Lời Cho Ta nè. Cái này không phải là của tổng thống mà của ai làm bữa hôm đó nè, dài quá trời. Nếu tổ tiên ta có một lần nhu nhược, đất nước này không bền vững đến ngày nay, không khuất phục Hán Nguyễn Mông 4.000 năm Việt tộc vẫn hào hùng. Đất nước này dân ta làm chủ, đã trải qua bao lượt phong ba, hồn sông núi luôn vun bồi thêm sức sống, đất thấm mặn mồ hôi nối dòng đời. Khuôn văn tự đã ghi lên trong sử, thuở hoang xưa ven bờ sông Dương Tử, tuổi trưởng thành làm rạng rỡ thành long, 4.000 năm vang khí phách lạc hồng, rừng mê linh ánh hoa đăng rực rỡ, bóng nguyệt vàng từng chói rạng phong châu, bạch đằng giang những cọc gỗ cắm sâu, lời sát thác đã vang rền sông núi, thần tốc quang trung mịt mờ gió bụi, tiếng quân reo vang vọng ngất trời xanh, xuân chiến thắng nô nức Hà Thành, âm vang ấy vẫn lưu truyền mãi mãi, trải bao phen vẫn nước thăng trầm, dòng Lạc Việt vẫn vượt qua dâu bể, nung sĩ khí và lưu truyền từng thế hệ, giữa bạo tàn ta vẫn đứng hiên ngang, luôn ngạo nghễ với kẻ thù truyền kiếp, nay Biển Đông đang giặc đang uy hiếp. Phùng Quang Thanh mi khiếp nhược đê hèn, Shangri-La mi đã đầu hàng, mặt ngư dân tủi nhục oán than, mặt mũi khoan đã nghiền tan thân xác họ. Hỡi hồn thiêng sông núi, hỡi đồng bào, hãy vùng lên phá tan xiềng xích, hãy vùng lên quét sạch Hán nô, quyết vùng lên xây dựng lại cơ đồ, thề tử chiến quyết không làm nô lệ. Nhưng bây giờ các bạn đâu cần tử chiến đâu, các bạn thấy tổng thống đã đơn giản cái cuộc chiến toàn bộ cho người dân. Chúng ta chỉ cần mỗi người bỏ ra có mấy phút trưng cầu dân ý và ký tên là mặt mà hồ mà thôi, các bạn thấy không? Chứ đâu có cần phải như tổ tiên chúng ta mà phải tranh đấu mà khổ cực đó.
cùng đòi lại cho dân ta cơm áo, cho mẹ ta vôi thắm trầu xanh, cho tuổi thơ có trường có vào lớp, không còn cảnh chén cơm chan máu. Cho tuổi thơ có trường lớp học hành, không còn cảnh chén cơm chan máu. Cho thân gái không còn ngày nhốn nháo, thoát đói nghèo. Cho ngoại chủng làm dâu, chọn ngoại chủng làm dâu. Trả lại ta, trả lại dân ta, niềm dân ta. Người này làm cái bài thơ hay quá mà mình không ghi cái tên người làm. Thôi bây giờ thì chúng ta sẽ đọc cái vấn đề mà trưng cầu dân ý đi. Lâu rồi không có đọc cái này. Tại sao chúng ta trưng cầu dân ý? Từ ngày 19 tháng 7 lần này cái bài này. Trưng cầu dân ý là một sự thể hiện quyền lực của từng người dân. Mà trong bất kỳ một cái nước cộng sản, người dân hoàn toàn không được tự do. Quyền mà mỗi người sinh ra đều phải có. Dân tộc Việt Nam chúng ta cũng vậy. Từ khi có tên Hôi Chích Mồ Hồ Chí Minh, hay còn gọi là Hôi Chích Mồ, cái Hôi Chích Mồ này đã làm cho thế giới thấy rõ sự thiệt hại của quốc nội sau gần 80 năm của miền Bắc và 45 năm của miền Nam. May thay trời còn thương dân Việt, một hạt giống hồn. Alo, cô chưa xong video, đợi chút xíu đi. Khoảng 5-10 phút nữa. May thay trời còn thương dân Việt, một hạt giống màu nhiệm đã được cụ ông Đào Thế và cụ bà Nguyễn Thị Hạnh đã sinh ra cho dân Việt một sự sống kiêu hùng và bất tử. Vì vậy, khi hạt giống này bắt buộc phải mau lớn vượt thời gian để kịp thời nuôi dưỡng cả một dân tộc như hiện nay của Việt Nam. Từ một hòn ngọc Viễn Đông, giờ chỉ còn là một quốc gia tồi tệ, vô luân, phải cúi đầu trước bạn bè năm châu bốn bể. Lại thêm Cộng sản Việt Nam thể hiện hoàn toàn lệ thuộc Tàu Cộng. Mầu nhiệm thay, khi nhận trọng nhiệm Thủ tướng Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, Ngài Đại Đức Quốc Công của chúng ta đã tuyên bố, đã hỏi bố: "Bố ơi, làm Thủ tướng là phải làm gì?" Bố trả lời: "Cố gắng." Đó là cái chỗ nãy mình có nói với các bạn đó. Việt Nam Cộng Hòa từng bị tan nát bởi Cộng sản ma quái vì chúng ta quá thật thà chân chính. Nên nền đề tam Việt Nam Cộng Hòa đã thấy rõ mọi mưu trước của Tàu Cộng và Cộng sản. Nên đề tam Việt Nam Cộng Hòa là một sự chuẩn bị bảo đảm cho một chính thể duy nhất phải cứu được Việt Nam vì không còn cơ hội nào khác. Cuộc chiến này là một cuộc chiến một mất một còn của dân tộc Việt Nam như chỉ mành treo chuông. Nên sự đồng hành trưng cầu dân ý là một điều cần thiết như cho nước Việt, như là những cái giọt máu mà tiếp về cho mẹ Việt Nam đó. Vì quốc ngoại thì Ngài Đại Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân đã chu toàn hết rồi. Thêm lượng phiếu, 5 triệu phiếu chúng ta đã dư rồi. Nhờ những người Việt yêu nước nhanh tay đóng góp, Ngài Hiên Ngang mà Ngài Đại Đức Quốc Công Tổng thống Mạnh Quân sẽ vào Liên Hiệp Quốc để xin đổi cờ không còn bao xa, dương cao cờ thiên muôn đời trong Liên Hiệp Quốc và được Liên Hiệp Quốc yểm trợ về nắm lại chủ quyền Việt Nam, trao lại cho quốc nội một mùa xuân bất tận. Mọi thay đổi đều do công đức của Ngài Thiên Sứ Đại Đức Quốc Công Tổng thống Đệ Tam Cộng Hòa Đặng Quân là ánh sáng cuối đường hầm mà mọi người Việt dân Việt phải tìm đến để được đổi đời. Đó là cái bài này, là cái bài mình viết hồi nào không biết, mình đọc cái bằng nghe. Thôi thì chúng ta cũng hết giờ rồi, mình còn khoảng 5 phút nữa ha. Thì trong 5 phút chúng ta cũng nhìn về tương lai của nước Việt Nam chúng ta khi mà Ngài Thiên Sứ Đại Đức Quốc Công Tổng thống Đại Tam Cộng Hòa Đồng Minh Quân đem về một mùa xuân bất tận cho quê hương Việt Nam chúng ta. Thì bây giờ giống như là hồi đó đó, thì các bạn nghĩ là mình sẽ mất nước, mình sẽ trở thành một quận lỵ của Tàu Cộng,
mình sẽ chết dần chết mòn trong quê Việt Nam, mình sẽ là những người tù trên chính quê hương của mình, và chúng ta không có một cái sự đổi thay nào khác. Nhưng bây giờ thì các bạn đã thấy những cái bước tiến của đề tài Việt Nam Cộng Hòa đang có mặt trên quê hương Việt Nam. Chẳng hạn như bữa hôm chúng ta cũng có một cái cuộc họp ở Phú Quốc, và hôm vừa rồi chúng ta cũng có một cuộc nói chuyện ở Việt Nam. Cho nên mới là chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời của chúng ta mới sử dụng cái câu là Việt cộng bỏ cộng còn Việt, Việt không giết người Việt. Nên đã ông Nguyễn Tấn Dũng đã có cơ hội được tha, và hy vọng rằng ông sẽ trở thành những người mà tử tế thật sự. Tại vì ông Nguyễn Tấn Dũng có những cái vấn đề rất là oan nghiệt dân tộc Việt Nam chúng ta mà người dân không có biết. Sau này thì khi mà Đại Tam Cộng Hòa trở về, các bạn sẽ biết rất rõ về những người Cộng sản Việt Nam đã ác như thế nào với dân tộc Việt Nam. Thì bây giờ chúng ta cầu nguyện bề trên ban phước lành cho Ngài Thiên Sứ Đại Đức Quốc Công Tổng thống Đại Tam Cộng Hòa Đại Minh Quân kính yêu chúng ta và phu nhân với tất cả những người yêu nước chân chính và những người Việt Nam chúng ta khắp nơi trên thế giới, trong đó có quốc nội. Chúng ta phải biết là đây là một cuộc chiến, đây là một cuộc thánh chiến chứ không phải là một cuộc chiến bình thường, mà chỉ có những vị thiên sứ trời cho mới tiêu diệt được cái loài quỷ đỏ này mà thôi. Vì vậy cho nên chúng ta phải vẫn tiếp tục cầu nguyện hoài. Và sau này khi mà chúng ta hòa bình, chúng ta được hạnh phúc, chúng ta cũng phải cầu nguyện. Cho nên các cháu sau này đi học cũng phải, mỗi tuần cũng phải học một giờ giáo lý. Và mỗi một gia đình chúng ta cũng nên, đạo nào thì theo đạo nấy, cũng nên cầu nguyện. Mà đạo Phật thì theo đạo Phật, đạo Chúa thì theo đạo Chúa, đạo Cao Đài theo đạo Cao Đài. Coi như là sau này chính phủ sẽ tài trợ cho tất cả những các tôn giáo đó, để chúng ta có những cái nơi thờ cúng cho nó đàng hoàng, cho nó đẹp đẽ, mà không có bị lệ thuộc như bây giờ mà Cộng sản nó bỏ tiền ra, nó lợi dụng, nó xây chùa, xây đồ, rồi người dân người ta đi cúng, nó bắt phải chia tiền cho nó này cái nọ, các bác không? Nó làm mất cái giá trị của những cái tôn giáo. Rồi trong chùa mà có những vấn đề văn nghệ, ca hát gì đủ thứ hết đó. Rồi đánh lộn nữa chứ, nghe nói trong thầy chùa cũng còn có đánh lộn nữa chứ. Cho nên chúng ta đạo mất trước thì nước mất sau. Và bây giờ chúng ta muốn lấy lại nước thì chúng ta cũng phải lấy lại đạo trước. Người dân phải biết cái sự chân chính, cái sự thật thà của chúng ta là một sức mạnh không biên giới. Bằng chứng là Ngài Thiên Sứ Đại Đức Quốc Công Tổng thống Đại Tam Cộng Hòa Đại Minh Quân kính yêu chúng ta. Ngài chỉ có cái tình thương là Ngài có sức mạnh thôi đó. Các bạn thấy không? Thông thái nhất của ta là tình thương. Ngài thương nhiều nhiều người chừng nào thì cái sức mạnh của Ngài được nhiều chừng nấy. Đó, nó là vậy. Thôi mình cũng đọc lại cái bài thơ Vận Nước để mình nhớ tới cái ngày mà Tổng thống nhận trọng nhiệm. Và mình cũng vẫn thích đọc cái bài thơ Tuần Nghĩa Đường. Vì Tuần Nghĩa Đường là cái nơi mà nó xây dựng cho cả một dân tộc Việt Nam chúng ta, đào tạo cho chính phủ những người con có hiếu với mẹ Việt Nam, những đại hiếu tử của người của mẹ Việt Nam mới đủ sức mà trở về lật đổ Cộng sản. Cho nên mình luôn luôn thích bài Tuần Nghĩa Đường và cái bài thơ Vận Nước, hai cái bài thơ này là thích lắm, với bài thơ Quê Tôi, là ba bài đó là coi như là mình thấy là ba cái bài ruột của mình luôn. Thì bây giờ chúng ta đọc cái bài thơ Vận Nước. Rất tiếc là mình không có ngâm được, tức ghê. Đường đời lộng gió nước giao giao, dân tấm lòng son chẳng tự hào. Tổ quốc hai vai lòng trúc bạch, giang sang một gánh dạ hồng đào. Tri âm cửu ước cùng chung sức, minh đạo tân dân tụ đỉnh cao. Hữu chí cảnh thành cơ nghiệp tạo, toàn dân hiệp lực khải hoàng khao. Các bạn có thấy không? Các bạn có thấy sự chuẩn bị của Ngài chính xác tới mức độ như vậy? Thì chúng ta may mắn có một người thầy như thế thì phải cố gắng
mà học để mà được hưởng những cái công đức của Ngài cho chúng ta các bạn ha. Còn cái bài thơ Tụng Nguyện Đường là: ta trở về đây tuệ ngát hương, đồng khô hồ cạn luyện tâm thường, nắng sương thử thách anh hùng chí, gió cát thi gan tụ nghĩa đường. Gấp một cành khô gom tám hướng, chồi non lá trổ thấm muôn phương, đợi chờ quốc lệnh cờ đào phất, ngũ sắc đưa rồng hội cố hương. Các bạn thấy các bạn đã đưa quốc lệnh rồi, thì các bạn chỉ đợi ngũ sắc đưa rồng hội cố hương mà thôi. Và chúng ta cũng nên dâng ba lời thề son sắt để mà nhắc nhở người dân Việt chúng ta phải là những người Việt anh hùng. Dân tộc Việt bất khuất, cương thổ Việt bất phân, và nhân dân Việt bất ly. Dạ, Ngọc Nguyễn trân trọng kính chào Ngài Thiên Sứ Đại Đức Quốc Công Tổng thống Đệ Tam Cộng Hòa Đại Quân kính yêu của dân tộc Việt Nam. Và các bạn thân mến Ngọc Nguyễn, cũng như Ngọc Nguyễn cũng mến chào tuổi trẻ Việt Nam và các bố mẹ các em bé tí. Chúng ta sẽ gặp nhau một ngày rất gần đây trên chính quê hương Việt Nam thương yêu của chúng ta. Bye bye! Ngọc Nguyễn chào Kim Trần, nãy giờ mình không có với các bạn khác.